Đề nghị tổ chức tôn giáo được lập quỹ bảo tồn di sản văn hóa. Đó là đề xuất của Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên trong phiên thảo luận tại hội trường về dự án luật di sản văn hóa sửa đổi tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 vào chiều ngày 23 tháng 10. Phát biểu thảo luận tại hội trường, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết nước ta hiện nay có hàng nghìn di tích vật thể, di sản văn hóa phi vật thể, di sản văn hóa được UNESCO ghi danh và di sản tư liệu. Đây vừa là niềm tự hào dân tộc, vừa là nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đảng, nhà nước luôn chú trọng và có những chính sách trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, nhưng nguồn kinh phí còn rất thấp, trong khi nhiều di tích, di sản đang bị xuống cấp trầm trọng, đang bị mai một thất truyền. Vì vậy, cần nguồn lực để khôi phục, tôn tạo nhằm phát huy giá trị lịch sử, phục vụ đời sống. Từ thực tế tham gia trực tiếp vào việc trùng tu một số di tích, tôi cho rằng nếu Quỹ Bảo tồn Di sản Văn hóa phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Di sản Quốc gia, với các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong việc thực hiện quy trình trùng tu tôn tạo, bảo đảm phục hồi tối đa các giá trị gốc của di tích, thuận lợi trong việc cấp phép xây dựng các công trình tu bổ di tích, vân vân, và việc quản lý, điều hành, sử dụng, phân phối quỹ, bảo đảm rõ ràng, công khai, minh bạch, chi tiết cụ thể thì sẽ tạo niềm tin cho các nhà tài trợ quỹ và sẽ thu hút được nguồn lực ủng hộ mạnh mẽ đóng góp cho quỹ. Thượng tọa Thích Đức Thiện cũng đề xuất mở rộng thẩm quyền thành lập quỹ cho các tổ chức tôn giáo đã được nhà nước công nhận nhằm tạo nguồn lực đa dạng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra cho công tác bảo tồn di sản văn hóa.